Ok, hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với The Maze Seeker, tôi là Hoàng. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với những gì diễn ra phần trước. Thì ở phần trước chúng ta đã vừa có một trận chiến không cân sức một chút nào với Wisteria. Và chúng ta đã được Kara, chúng ta đã cứu Kara rồi. Và nhờ Kara giúp đỡ, chúng ta cũng cứu thêm được một số các phù thủy khác nữa. Và chúng ta đã tập hợp được một đội quân ban đầu là đang là khá là ổn cho cuộc chiến của chúng ta với bọn Maze Seeker dẫn đầu bởi Lord Eldred. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nâng cấp một tí chút nha. Để tôi xem có nâng cấp gì không nào. Lửa chưa có gì này. Chưa có gì này. À đây, chúng ta có tí tăng mana này. Nâng vội. À có tăng minh nguyên tố, miếng nguyên tố thì chưa có gì này. Ok, rồi. Để tôi đi tiếp này. À đây, Force này. À, chúng ta có thể nâng thêm một điểm nữa. Thêm một slot đồ. Magic Damage. Attack Damage, tôi nghĩ tôi thằng Attack Damage chưa. Đấy, tôi hay đánh thường nên là tôi nghĩ tôi sẽ thằng Attack Damage. Đấy, ok, chưa anh em. Bây giờ chúng ta sẽ phải đi nói chuyện, chúng ta sẽ về chỗ nhiệm vụ này. Rồi bây giờ tranh thủ nhiệm vụ ám sát cử người đi ạ. Chưa mở thêm người à? Mới có 3 người chính thôi. Thôi cho băng đi đây. Đấy, chúng ta sẽ làm tiếp nhiệm vụ chính nhá. Khu rừng thiêng này. Đấy. Này sẽ làm tí combo lửa mà. Let's go. Tôi chưa làm được cái combo lửa ấy. Đang muốn làm thử. Mấy combo hơi khó bấm. Ra đang ở trụ sở của hội đồng tối cao của bọn Maze Seeker này. Có lẽ là Wisteria và Eldred đúng không? Eldred đây. Cô biết cảm giác đấy hả rồi Wisteria khi mà một cái tên tù nhân trốn thoát được. Hắn đấy đánh mạnh tôi đó thế này. Đừng để cái chuyện này thành cái chuyện tư thù cá nhân, Wisteria. Cái sự trinh phạt của kém do just ảo chỉ lỗi cộng. Đừng để cái chuyện này thành cái chuyện thành cái tư thù cá nhân Wisteria. Đấy, cái sự trừng phạt của cô hoặc là nó sẽ bao phủ cô. Nói chung là cái nghĩ nhiều nó thì cô phải trả giá đấy. Hắn ta đã phản bội tất cả những gì mà chúng ta đã được hậu. Đấy, tôi vẫn còn kiểm soát được cái phép thuật của tôi. Đấy, nhưng mà hắn thì giờ đã trở thành một con quái vật rồi. Cô có cái sức mạnh mà hắn không thể có được. Mà chúng ta cần cái đó. Tôi phải search xem cái sao chỉ trông không dáng, không nên gọi đọc là tôi với cô nhỉ? Xem mối quan hệ là gì. Bởi vì với cái chết của nhà vua thì cái triều vương quốc thì đang thiếu ổn định. Và gia ban đệ tứ thì vẫn là còn quá non để trở thành một người cai trị. Người làm chủ ở một cái đội quân kháng chiến, đội quân khởi nghĩa sẽ đặt Demacia vào một tình trạng rất nhiều rủi ro. Ngài đừng lo lắng. Đấy, Ryan và tôi sẽ cống nạp cho ngài cái đầu của Silas. Chắc vẫn cứ tôi thôi. Tôi ngài ở đấy. Ta có gì đây? Quay lại quá khứ này. À không. Ryan, cái con mà bị Silas giết này. Tôi đã phản bội cô, thưa quý cô. Không. À, từ ạ. Không. Cô bé à. Đấy. Sao lại Mistress là cô chủ không ạ? Cô, một là cô chủ, hai là
kiểu người dạy mình mà. Tôi phản bội cô, thưa cô chủ à? Không không không. Như kiểu cô trò với nhau nhỉ? Cơm chờ một tí nhá. À, thế tôi đọc là nhá. Theo như tôi đọc thì là Ryan đều là học trò của Wisteria ấy. Chắc không gọi cô trò đi. Thôi không không. Cô gái đang, cô bé đang yêu mà. Em chưa bao giờ làm thất vọng, làm ta thất vọng cả. Em đã phải chịu cái nỗi đau rất lớn rồi không? Đấy. Em phải chịu một cái nỗi đau rất lớn rồi, nó rất khó khăn để có thể vượt qua được. Đấy. À, em đừng lo lắng tất cả. Đừng làm lo lắng tất cả. Đám phù thủy tàn ác này ấy. Trời, tôi mới ngủ dậy. Scurry. Đi bật luôn Google dịch cho các bạn nhé, tôi quên cái từ Scurry. Cái đám phù thủy này nó như nhốn nháo là cái đám chuột chó nhát thôi. Đấy. Hoặc là như kiểu một đám mưu mô xảo quyệt thôi mà. Nhưng mà chúng ta sẽ tiêu diệt tất cả bọn chúng cùng nhau. Cô chắc chắn là như vậy. Ta chắc chắn là như vậy. Nhưng mà nếu như cái định mệnh thì không ạ, thì là ở bên ở phía bên bọn chúng thì sao? Nếu như Valady lại giúp đỡ bọn chúng thì sao? Này. Bọn chúng sẽ phải vật lộn với cái định mệnh, chính cái định mệnh của bọn chúng. Đấy, chúng ta đều biết rằng công lý thì thuộc về Demacia đúng không, đúng chứ? Điều những gì điều đúng đắn nào? Em sẽ khiến hắn phải, em sẽ khiến hắn bị tổn thương. Đó. Wow, mùi mẫn phết. Thế bây giờ chắc tí là chúng ta phải đi gặp có khi tí nữa là phải đánh ai nhỉ? Ryan. Bây giờ từ từ phải nhớ lại combo nào. Ship tới trái phải trái. Ship trái phải trái luôn. Combo căng ấy. Thử lại combo. Lần này chúng ta không dùng combo quen thuộc nhá, trái phải ra tia băng nữa. Em ta cần thay skill gì không? Sốc điện này. Hồi bắt tôi bắt đầu muốn dùng cái combust này. Sharp beam. Ok. Đã test một số chiêu thức xem. Sandy spirit. Thế nào? Ôi sao thằng tuột này. Ôi nha. Đây. Nhìn thấy. À. Ui, nó mất nhiều máu nhỉ. Bây giờ thấy mất nhiều máu á. Con kia nó dính có sát thương lan rồi. Dấu hiệu của bóng tối. Đây có phải là cái dấu hiệu của Velady không? Thôi, lại quay lại này. Chúng ta lại có một lối mới này. Lối gì đây? Ơi, chưa kịp đọc. Chúng ta sẽ đã vào khu rừng thiêng này, hòm này. Cắn máu luôn đi. Cái pressure cheat của Demacia không đi xa bất cứ đâu. Cái phép thuật này không hẳn là một trò đùa. Ê! Yo, come here, come with us. Ấy à, ai quá. Có thêm đồng minh rồi, ngon. Có thêm đồng minh là sướng.
Thì cái kia cho đấm về ra mana. Ủa ai đây? Assassin's Creed à? Elara. Ngươi là cái thể loại, ngươi là tên quái nào mà không cảm thấy sợ hãi trước cái sức mạnh bí ẩn của ta? Đấy. Đấy. Hãy giới thiệu bản thân ngươi đi. Hãy khai ra tên của ngươi đi. Ta là Silas của xứ Dragball. Thrasher of Mayseeker không? Anh kẻ tiêu diệt những đám bọn Sam Mùa Thủy. Feaster of Rat and Gruel. Lìn nghe cay đắng thế. Ôi. Ôi giời ơi. Silas, người của quân cách mạng sao? Ta đã nghe câu chuyện này với cậu rồi. Ta đã nghe cái câu chuyện về cái cuộc đào thoát à? Về cái cuộc dưới sự cái câu chuyện vĩ đại của cậu rồi. Đây là một cái thật là một cái phi vụ, một cái hành động tuyệt vời mà tôi ước rằng tôi có thể tự bản thân tôi chứng kiến được. Thì là phù thủy hết với nhau mà. Ê, tại sao cô gia nhập với chúng tôi đi? Chúng tôi sẽ chúng tôi did all true. Đấy, chúng tôi sẽ giúp cô nhiều hơn thế không? Có vẻ như là những vị thần thánh cổ xưa đã mang lại thật chúng ta, đã mang chúng ta tới với nhau vì một lý do đó. Tôi sẽ phục vụ cho cái lý tưởng cậu. Ok. Rồi chúng ta có Outlaw mà Elara. Wow. Combo Mystic Burst. Lướt lên trái phải. Wait, Mystic Damn. Nhưng mà chúng ta chưa có nối combo. Ouch. À, cái giải lửa kia cũng gây sát thương, vãi cả trưởng. Cái giải lửa nó tung ra ấy, nó cũng gây sát thương. Bảo sao nãy giờ em mình bị đốt máu mà không hiểu lý do vì sao. What? Ôi, miễn nhiễm mà. Miễn nhiễm. Hai hả, miễn nhiễm ạ. Chắc không động vào chúng nó được. Kệ đâu. Không động được thôi. Đi tiếp. Đi tiếp lên đây mà. Úi à. Nhờn. Tôi cần chỗ hơi máu. Chết. Chết. Thôi cứ né cầu nhé. Ui đấy, biết ngay mà. Chạm vào là chết luôn. Cái đấy không phải bàn cãi rồi. Ngồi tí ngồi test hết một lượt combo mà. Đấy, chạm vào là chết luôn nhá. Không phải nói nhiều. Test luôn cho nó cẩn thận. Đỡ phải băn khoăn. Nhờn. Biết cách chống bọn chuột này, không lo. Ấy à, come on. Tiền về. Ra ra ra. Đúng rồi. Au. Chết.
Đấy, chờ mãi mới được. Chạy. Chết. À, còn cây này. Chạy vào đứng đứng rồi. Chết. Đứng đứng là giết nhanh không là lại tung lửa ra. Nên chúng ta phải làm gì ở đây bây giờ? What? What happened? Cái tôi hình như hiểu ý. À, lấy nguyên tố của nó thì tiêu diệt được. Kiến thức này, kiến thức kỳ quái này được tiếp thu. Này, dấu vết này. Damn. Oh, lối đi mới này. Bảo sao chém mãi không được. Cái gì anh, cái gì? Ở rừng nó có loại quái gì mới này. Ui, nó tụ rồi, nó đâm mình mà. Nó hôi máu à? Ui, quái rừng này đa dạng phết nhỉ. Nó nói rằng cô ta đã giúp những kẻ yếu đuối không? Mình không phải là người yếu đuối hay là như nào. Nhưng mà mình sẽ có thể nhờ được một vài trợ giúp từ những cái kiến thức của mọi người. Không có đề cập đâu nhưng mà phải có tới tí phương án dự phòng chứ. Rồi, ta xuống đây này. Chết nhanh không phải nó lại phun lửa. Come on. Chết. Đường này thì đi rồi chứ sao nữa. Biết cách chơi rồi. Biết cách đối đầu rồi, không lo nữa. Bảo sao chém mãi cứ không bị miễn nhiễm sát thương. Cái gì? Observation. Thôi cứ kéo anh em cố ngồi đọc nhé. Để anh em muốn đọc. Rồi tôi sẽ ngồi đọc thoại nhân vật thôi chứ là đọc nốt các thứ xin phép không đọc. À, lại đi đâu đây? Hẳn là cô ta cho mình cái hướng đi ấy. Chỉ cho mình cái hướng đi ấy. Đây. Ủa, xa phết. Không có cái, à đây là vừa nói xong có hồi máu luôn. Tôi muốn, ôi chưa dùng được cái gì khác ạ. Gust. Tôi bắt đầu thấy không thích cái Shabby mà đấy. Sai thì shock đi, trông có vẻ là diện rộng. Rồi chúng ta lên đây. Ấy, nào. Đang cứ tiện tay giữ cách. Ướm cách. Ui. What the Warden of the Forest? Ow. Không chiến đấu bình thường được, phải cướp phép. Cướp phép đâu. Sắp rồi, cướp phép rồi. Chạy. Ủa, còn lâu phết đấy. Bật lên mà giật xét đã. Ui à.
Ủa lại nữa. Chết nhanh, chết nhanh. Không phải có lửa rồi. Úi à. Ui. Khó thế nhỉ. Nó trâu máu quá. Gang này căng nha. Mình có nên đổi sang Gust thôi không? Thấy Gust có vẻ hợp lý hơn trong các trường hợp này. Đi. Người bảo hộ. Người bảo hộ của cái khu rừng sâu phải không? Hẳn là vị thánh nữ này đang thử thách mình. Cái này bắn theo trò chuột mình à? Đúng rồi, bắn theo trò chuột này. Bắn theo trò chuột mình thật. Come on. Ồ. Hay chỉ bắn thà thôi. Chán thế nhỉ. Có phương thức là sao? Thế thôi à? Ui à. Nhanh. Ào. Úi dạ. Tí to, hết vào đấy không dính rồi. Đó cả bọn. Làm tí tập điện đi. Ui. Gần chết. Để mà kia chắn. Come on. Khó nhỉ. Châu vãi. Giết nhanh, giết nhanh, giết nhanh, không nổ. Không lướt kịp ở đấy. Có vẻ như bắt buộc phải dùng cái kia rồi. Mình không làm dùng chiêu khác được ấy. Không phải dùng một skill nào khác được ấy. Hoặc là không. Ok. Thôi skip skip skip. Game này điểm trừ cái là skip. Skip của nó hơi 3 chấm đấy. Là phải đọc điện thoại không cần lắm. À đây, điểm yếu đây. Đấy, bảo sao. Đấy, cần gì. Thế là xong. Ok chưa, yeah. Biết điểm yếu rồi. Cần gì mà khổ. Ta bảo rõ ràng mấy con không có điểm yếu.
Tạch 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 tạch. Úi ạ. Ui. Sao rồi? Lại đi rồi. Au. Chả biết cái dấu hiệu này nó sẽ đập cả. Lên đi. Lên đi. Không, úi. Ghê vậy sao? Nó đẹp. Ow. Định mạnh. Phải giết nhanh này. Hết máu rồi nha. Ôi nhầm. Nhầm skill. Ui shit shit shit. Nhầm skill. Bắn tạ. Ui. Con né nhỉ. Tôi từ từ hiểu cách rồi. Hiểu cách khắc chế rồi nhưng mà nó hơi bình tĩnh, bình tĩnh. Biết cách khắc chế rồi đấy. Wow. Come on. Đấy. Come on. Come on. Nhơn, chết chưa? Ow. Chết đi. Ui. Au. Lại chạy rồi. Chết đi. Đánh tiếp OK. Ôi rồi ôi, cái cột nó gần quá, không né được. Hiểu thì hiểu cách chơi, hết cách chế rồi nhưng mà cột nó gần quá. Thôi nhá, từ từ nhá. Bây giờ di chuyển lên cuống. Ôi à. Cái combo của mình cái gì nhá? Shift trái phải. Ừ.
sử hết mana. Ủa, chỗ điểm thế. Ow. Không. Ouch. Không. Nghe từ rồi, nghe từ rồi. Không mất máu, không lại mất máu linh tinh rồi. Đấy. Ăn đây. Come on. Chết. Chết đi. Từ từ bình tĩnh. Cái phép thuật ở đây mình cảm nhận được cái sự một gọi là một phép thuật cổ đại, không cảm thấy mà cái phép thuật này nó cổ đến mức nào, nó phép thuật này có thể nó sẽ còn già cỗi hơn cả cái viên đá, còn những cái viên đá tại Demacia. Hãy đây, rồi để xem lấy nó như nào, phá hủy nó như nào. Lấy cái mana tí á. Đây nó trên này. Đây. Kéo nó ra. Ok. Chúng ta có thêm một lối đi khác. À đây có chỗ cái gì? Tản bấm nhầm cách nhỉ. Ồ. Ow. Ouch. Ok. Kiếp đột máu kiếp thật. Come on. Đi. Đây rồi. Đau à. Nhợn hả mẹ. Cái người là tự đốt bản thân mình à? Mẹ, chán đấy. Thế mà mất công cướp skill dễ bóp bản thân đấy. Thế thì ai dám chơi skill đấy? Nhờn, các miệng. Ok, kẹt. Ow. Nhơn. Mm.
Nhồi, nhồi, nhồi. Nhồn. À, không. Ơ? What the fuck? Sao nhỉ? Ồ, thể nhớ né vào tầm lửa hay sao ấy? Trời đất ơi. Này về đây. Nhờ, chết, nhờ, nhờ. Chết. Nhợt, băng thì không sợ. À không, băng có sợ nhá. Hiểu sao nó cứ đốt mình ạ. Ngáo thật. Cơ chế chán này. Hơi buồn của cơ chế này. Ngáo. Tự nhiên mất máu, mất hết máu. Thôi lại dén tay rồi, không dám vào. Ok. Làm ơn có hồi máu. Ok, cảm ơn. Bắt đầu cái này bắt đầu dừng dùng thôi rồi. Đổi chiêu mà. Oh come on. Như bà đúng chiêu thức đấy. Ouch. Ok. Nhơn. Nhơn. Rồi xong. Bình tĩnh. Cho tôi lấy tí mana. Đây tới đây, đi 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 thôi. Khổ thật. Tốn hết cả máu. Vào đường này. Đi thôi anh em. Ui giời, another one. Mấy thằng này á, mấy con nhỏ nhỏ nữa. Trầu vãi thật trưởng. Ow. 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 Cái kiểu nó búp cho ấy nhỉ. Nó khỏe vậy. Ow. Khỏe thế. Không đánh lại. Ui. Đấy. Nó cứ giật xét nên không đánh quá. Khó đánh thật đấy. Nó cứ giật thế khó chơi quá. Thấy không? Ow.
Ow. Chết rồi. Ow. Rồi, đúng rồi, đi biểu chúng nó đi. Chết. Gì vậy? What the fuck? Vãi thật. Đây. Đấy. Này, mảnh kia kìa. Lấy vậy. Đúng rồi. Cho tôi đi phát. Đi. Ôi mà chém. Ok. Này, phép thuật. Ok. Ui, sao mình đang mải giữ ship. Trời ơi. Tôi đang mải giữ ship nó bị cuốn vào luôn à. Mình cứ giữ ship xong mình nhảy vào bố của nó thì lại chả thế. Ôi ôi. Rồi. Chết. Lòm lấy chưa nhỉ? Chắc là lấy rồi. Rồi không quay lại nữa nhá. Oh shit. Ow. Ok. Đi tiếp. Em còn gì trên này không? Để hắn check hết kỹ đồ á. Ấy. Con chim này khó lấy thôi. Ồ, oh, cười vậy. Ở đây dấu vết, dấu vết này. Này dấu vết của Valady không? Chắc phải vào trong rồi. Đây. Rồi, ta đang ở cái hang động của Valady. Thánh nữ... Nữ chúa. Này, chúng ta có... Bonfire. Morgana đúng không? À, stars are broke. À, the Valady. Hóa ra là bà tồn tại đúng không? Valady là Morgana. Chào mừng Silas to Dragonborn. Morgana này. Còn ai nữa? Nhìn biết phát Morgana này. Vãi cả trưởng ạ. Lạy chúa.
ta đã nghe về tên của cô, của ta đã nghe về tên của ngươi rồi đấy. Tất nhiên nhiều người đã nguyền rủa ngươi. Và một vài thì người thì đặt cả hy vọng, đặt hy vọng của mình lên ngươi. Ta nghĩ là như vậy. Đấy là bà biết ra rồi. Nhưng mà ta gọi bà là gì? Một vài người đã biết cái tên của ta từ rất lâu rồi. Tên tao là Morgana. Nhưng mà chúng ta tất nhiên là không ở đây để giới thiệu tên và tuổi rồi. Đấy, chúng ta ở đây để ngươi ở đây vì một lợi ích riêng. Tao không thể cho ngươi một cái sự ban phước mà không có một vài thử thách được. Được thôi, chỉ vào việc. Bà thích được chiếu. Rồi, chiến Morgana, let's go. Ow. Ai à. Bây giờ còn giáp ảo mà. Ôi. Oh shit. Ai, mẹ cái chói hồn. Cái chói hồn Morgana vãi cả lìn. Vãi. Có bài thì tung hết à. Cái R của Morgana Ultimate đi. Ai khó nhỉ. Rồi cái Mystic Power là hợp lý nhất rồi. Rồi. Có việc đi. Chiến Morgana. Bọt. Có thể là bấm skill hơi sớm. Này khiên đen đúng không? Đây khiên đen rồi. Khiên đen Morgana. Yeah, okay. Ow. Oh shit. Đi quy rồi. Ow. Oh shit. Quy. Không. Bảo sao nó cũng như có mấy sợi xích ở đây. Đây này, bật E luôn này. E một ui. Không có đâu. Tới nha. À, quy. Ôi chạy không cho em đi. Khỏe vãi. Mày thoát được. Ui. Bọn khó vãi. Rồi thoát được. Ui. Rồi chung E Q bây giờ. Này, phi thẳng tốc Q.
Đấy. Ok. Không biết là chiêu gì mới khắc chế được. Chạy. Quy quy quy. Nhanh. Ui. Quay vãi. Ui. Để vào dính quy luôn mà. Sợ thật đấy. Một cái nào toàn sức mạnh bóng tối thôi, biết rồi. Đấu kiểu gì nhỉ? Mystic này, đấu Mystic này. Hả? Thôi rồi. Tôi thử set mà. Thử nhá, thử. Nếu Mystic phải đánh xong dùng cái là set kia, dùng cái Spark. Phiên đen. Ui. Chờ chỉ định ạ, mình chờ bấm hơi. Ow. Úi. Hết bình máu rồi. Hết máu rồi nhá. Chả ra được bao nhiêu đâu. Thật chả ra được bao nhiêu đâu. Hết bình máu rồi. Chịu. Chả ra được bao nhiêu thật đấy. Chắc phải dùng cái round pound là đơn giản nhất. Rao bao này giật sát thương rất có vẻ được giật được sát thương cao hơn. Come on. Chơi được, chơi được. Đồ ok. Đồ đồ kia đen. Ui vẫn dính này. Tiếp kia đen là bốn phía. Kia đen nhiều phía quá. Chạy. Ui. Shit. Shit man. Khó chơi thế. Giờ là bắn khóa bóng tối liên tục rồi. Khó phết đấy. Từ không sao làm lại anh ạ. Không sao cả. Chơi được, chơi được. Ow. Ra khỏi đây đi. Ra khỏi đây đi.
ok. Em chạy nhá, bài. Úi, không né được. Ui. Ok. Tiếp. Chạy. Thôi tụ đi, em chạy luôn. Thôi đứng đấy, thôi đứng đấy. Au. Khỏe đã mà. Au. Gì đây, lại một trò gì nữa đây. Ơ cái gì đấy. Ui cái đồ gì đấy. Moncana mẹ game này bá đạo thế. Cái lồng gì đấy. Ai trường nghe khó quá. Mọi người nào, game này bản game MOBA đã khó bá rồi. Đã mẹ khó đánh rồi, game này còn khó nữa. Tung chiêu nhiều quá. Ai. Khóa bóng tối không mất sức thượng, không mất máu à. Nhưng mà khoảng bóng tôi không mất máu. Như là thế, ta tôi để ý không mất máu thật. Không. Hơi điêu nhỉ, khóa phòng tối không mất máu. Hơi điêu thật. Ơ giờ mất máu rồi nhá. Cái khóa phòng tối vừa nãy không mất máu. Mày tần đứng chỗ điếm thế. Con lèo khôn chịu được. Con lẻo rất hay đứng chỗ điếm nhé. Úi dồi ôi. Một mẹ mày bóng khóa bóng tối. Ra đi. Đánh khó thực sự. Thề. Một quy đi luôn. Không phải nói nhiều không. Khỏe phết đấy. Không sao anh ạ. Từ từ, nãy giờ đánh hơi vội. Bây giờ mới thấy độ khó ở game này. Không giờ mất máu. Ao. Chả rõ đấy động tác đòn đấy là đòn nào. Chả rõ nói từng đòn đánh nào trước. Nó nhìn quá. Kìa. Kéo mãi em được.
Nhanh, sao không leo rồi? Tôi mang leo được. Chờ tí, mãi không né được, cái không chịu được. Vừa phải chứ. Bấm liên tục không né được. Chơi như này bây giờ đấy, lại khiên đen đen sư mày, cứ heavy attack là lại cái khiên đen nhá, cái cũng chịu được. Mấy cái khuyến khích mà lại attack à? Áo đã tắt từ từ sao vẫn dính, sao không né được. Trời ơi. Đâu rồi? Âu. Thôi 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 ngay, ra chỗ đẹp đi. Âu. Thôi nhá. Úi giời ơi, vào đúng lúc nó bắn mẹ. Cái động tác da đỏ nó không hề rõ ràng lúc nào mà nó cực kỳ là nhanh. Mình không biết là nó sẽ đánh tầm gần cận chiến hay là mẹ nó sẽ bắn khóa bóng tối nữa. Cái động tác da đỏ nó chả rõ ràng cái gì cả. Chưa kể nút nhiều khi bấm mãi không được. Đấy. Bắt đầu thấy chẳng có thử thách gì nữa mà nó ức chế ấy. Ra ngoài. Xuống đây nói chuyện tiếp. Hết AI nói chuyện tiếp. Ô quỳ. Hết e nói chuyện tiếp nha. Thôi từ đánh từ lại quỳ. Đấy lại e tiếp. Ow, vẫn dính. Một cái điều thần kỳ ở đấy vẫn dính. Lướt. Rồi mình dùng hết bài đi. Bình máu cuối. À một bình nữa quên.
Thôi từ. Nó đón là nó đánh hai đòn đánh thưởng thế thôi nha. Đúng rồi, hai đòn đánh thưởng. Rồi nó lại tung, này. Từ từ nha, từ tốn, không biết gì ở vội cả. Để cho nó đánh hết đi đã. Đấy, mày cứ tung lên, mày. Tao chờ, tao thức, tao đã chờ đợi. Cứ đuổi đi, cứ đuổi đi. Cứ đuổi cho nó thoải mái. Ê, dính. Nhanh, chạy. Mày hai đòn đúng không? Mày đã biết ngay. Tiếp mày, ra đây. Mày ra đây, bia đây. Quỳ. Rồi lại để bật trục tu chiêu hết. Thề không nhìn thấy gì luôn ấy, để mà né ấy. Tôi không thể nhìn được là nó ở đâu để tôi có thể né được. Thề. Cái đoạn đấy mình nó kín màn hình không nhìn được luôn ấy. Mệt đấy. Mẹ thực sự là mệt được rồi. Ra đây, mẹ ra đây. Ow, nó vẫn dính. Rồi, ok. Ow. Ra đây, mày ra đây, đi xuống đây. Ok à? Ô, rút đây. Ra đây, mày ra đây, mày cứ đi hẳn ra đây. Hẳn ra đây nói chuyện tiếp. Ui, cái quy luật của có phòng của tôi nó kiểu gì nhỉ? Không hiểu quy luật. Quy luật phòng bóng tối ba chấm quá. Ok. Rồi ok, rồi em bắt đầu chuyên mục tiếp theo này. Hết bình máu. Khiếp, mẹ, cậu lừa bắn tứ tung. Không. Mẹ đây. Khiếp, cần chỗ đẹp vậy ạ. Thôi rồi ôi. Làm lại chi. Trong bài chị tung hết ra rồi. Ui rồi ôi. Không một kẽ hở. Đuổi nhau tí chị. Combo. Đấy nhỉ. Lại bắn, Thôi tập trung vào này đi.
Ôi trời ơi. Nó cứ như thế thì nó thật cậu mà tôi không biết né kiểu gì. Thật đấy. Không biết né kiểu gì luôn. Cường độ dày đặc quá. Au. Ra đây. Ra đây đã. Ok. Vẫn dính. Sắp bực rồi đấy, mẹ nó không muốn chơi nữa rồi. Thề chứ bực mình vừa thôi. Em bị attack kì. Em bị attack cái đòn xa. Đấy. Đỡ mà đánh gần. Ok ok. À hút phép của nó cũng khiến đen luôn đấy. Đấy. Không hút phép nó được, có sao. Sao nó có khiến đen. Ơi. Nhầm. Đang lấy chiêu của nó một cách. Phá đã. Không. Không đủ tầm. Không. Đấy, tôi ra dùng skill không té. Ok. Ui.
Rồi đến giờ, đến giờ, đến giờ đấy. Đến giờ thôi. Nó lại cầm. Ôi bây giờ heavy attack là chân lý này. Cái kia. Less than full test. Bài test này hơi căng thẳng lắm Morgana. Thấy nó không giống bài test lắm. Oh shit. Đến giờ này. Thôi né đi các bộ, các vị bộ lão. Come on, một tia thôi. Hết rồi. Thôi xong. Nhưng mà cũng thế. Phép thuật của bà thực sự rất lợi hại. Nỗi đau và cái tình yêu là hai là một cặp với nhau không? Nỗi sợ luôn song hành với nhau. Và cái nỗi sợ người đã cho ta thấy người thực sự là ai, Silas. Rất rất nhiều người đang trông chờ vào ngươi. Nhưng mà ngươi thì lại đang cái gì, cast the challenge là sao? Là ngươi đang từng ngươi đang gạt bỏ đi cái ngươi đang muốn từ bỏ cái đang muốn bỏ cuộc từ những cái thách thức, bỏ cuộc từ bỏ những cái thách thức của một người lãnh đạo sang một bên. Khó quá bỏ qua. Hiểu đấy. Tôi là người dẫn đầu trong một cuộc trận chiến. Đó là những gì tôi phù hợp. Đó là những gì mà tôi phù hợp. Có thật, nó có thực sự là như thế không? Cùng nói ta nghe xem nào. Rồi bây giờ sang đây. Cái nơi này là nơi quái quỷ gì vậy? Cái chỗ nơi này là cái nơi ẩn náu của ta đấy, một cái nơi trong một cái giấc mơ của một tương lai, những tương lai tốt đẹp hơn, những cái giấc mơ về sự tự do của Lemasia. Ta cần một người giảng giải cho ta về vấn đề này, là nó cần cái vấn đề này, nó cần một người dẫn lối. Tôi không đọc là giáo viên nhé, tôi nên đọc là người dẫn lối. Tôi không phải một người dẫn lối đâu, tôi không có thời gian cho chuyện đó. Cái nhiệm vụ của tôi thì nó quan trọng hơn đấy. Và nó để giúp tôi để có thể giết Eldred Crown God. Cái sự ám ảnh về việc trả thù vẫn đang bao quanh người trong sau nhiều năm như vậy sao? River of Blood. Khi mà cái dòng chảy của cái máu báo thù nó run dry. Nó đã khô cạn rồi. Nó đã khô cạn rồi thì sau đấy như nào? Thì ngươi sẽ có cảm thấy thỏa mãn chứ? Tôi vẫn chưa tưởng tượng ra là cái tình cảnh đó ấy. Thì tôi sẽ chiến đánh bại Eldred như những gì mà hắn đã làm với người, với cư dân. Và... À đâu?
Tôi sẽ xử lý Eldred và những kẻ giống như và những kẻ tôn sùng hắn cho đến cuối con cho đến tận hơi thở cuối cùng. Đấy, những cái sự tự do thì cũng sẽ tới thôi. Nhưng mà cái những cái sợi xích này nó sẽ bị vấy của tôi nó sẽ bị vấy bẩn với máu cho đến ngày mà tôi chết. Thế người định hy sinh những cái gì về sự tự do? Hả? Hay thật. Người sẽ định người có định từ bỏ cái trong cái trường hợp của người người có muốn bỏ đi cái sự báo thù không, sự trả thù không? Trong trường hợp của người không? Tôi thì không. Báo thù chính là nguyên nhân thiết yếu. Nguyên nhân chính rồi. Vậy thì tao cũng không thể cho ngươi được cái sự phù hộ của ta được. Thế sao? Chúng ta đã có cơ hội để giải phóng Demacia rồi, vậy bà lại không định giúp đỡ chúng tôi sao? Xem nào. Ta định giúp ngươi mà. Ta giúp ngươi trong dài hạn được không? Ta rất mong giúp đỡ ngươi mà. Ta rất mong muốn được giúp đỡ ngươi không? Thì ta kiểm soát một cái loại vũ khí mà bọn Sam Hồ Thủy thực sự rất là sợ. Nó là một cái bí mật của riêng ta. Nếu mà nó rơi vào tay đúng người ấy thì cái sự thật về mà cái và cái sự thật ấy về cái gì nhỉ? Shatter như kiểu làm suy nhược hay sao ấy nhỉ? Cái sự thật có thể làm suy yếu Demacia, làm sụp đổ Demacia và chúng ta có thể xây dựng lại một cái thành phố Demacia mới hoàn toàn. Đấy. Nhưng mà những cái kẻ mà khao khát những cái sự báo thù, những sự trả thù thì không có đủ dũng khí để có thể kiểm soát được chúng. Không thể nào. Sự báo thù là những cái gì mà khiến những cái điều mà khiến tôi trở nên mạnh mẽ hơn. Sau khi mà tôi thoát khỏi ngục tù ấy, tất cả những gì mà tôi cần là tôi đang có là tất cả những gì mà tôi cần. Người chỉ đang lạc lối thôi, Silas. Có lẽ là trong đến một khoảng thời gian ở đấy thì ngươi có lẽ là ngươi sẽ tìm lại được cái sức mạnh của ngươi thôi. Wow, Roku Station update này. File. Wow, một trận đấu cực dài hơi với Morgana nhưng cuối cùng thì Morgana không giúp chúng ta. Buồn chưa? Chán anh Silas lắm. Silas, anh tìm thấy Valady chưa? Bà ấy nói gì vậy? Tôi tìm thấy bà ta rồi, nhưng mà bà ta nói rằng bà ta sẽ không phù hộ cho đội quân kháng chiến của chúng ta đâu. Cái gì cơ? Tại sao lại như vậy? Bà ta nói rằng sự trả thù đang khiến tôi trở nên suy yếu. Thực sự là như vậy sao? Lý do chỉ vậy thôi à? Kỳ cục thật đấy, anh là cái một trong những phù thủy mạnh nhất mà tôi từng chứng kiến. Bà ấy cũng tiết lộ rằng bà ấy có một cái bí mật để chúng ta có thể sử dụng để có thể chống lại lũ Sam Hồ Thủy. Một loại vũ khí cơ. Bà ấy nên để cho anh sử dụng vũ khí đó chứ. Nếu như chúng ta muốn sự trợ giúp của bà ấy thì chúng ta sẽ phải chứng minh rằng bà ta đã sai. Một khi mà chúng ta đã giết được Eldred thì bà ta sẽ không có thể bà ta sẽ không phàn nàn, sẽ không còn nghi ngờ gì. RQ ở đây nó là cãi cọ hay gì đấy thì không phải bàn cãi hay gì đó. Ở đây tôi nghĩ là chúng ta nên dịch là bà ta sẽ không phải còn phàn nàn về cái sức mạnh của chúng ta nữa. Chúng ta có thể dùng hoàn toàn nghi ngờ. Chúng ta có thể dịch là hoàn toàn nghi ngờ về sức mạnh chúng ta đó, nhưng mà no doubt thì nó hợp lý hơn, nhưng mà no doubt nó chuẩn hơn, nhưng mà thôi, bà sẽ không phàn nàn về sức mạnh chúng ta đấy. Nghe nó cho hợp nghĩa nhất, cân bằng là thứ nhất. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Đấy, Valady sẽ thay đổi cái suy nghĩ của bà ta khi mà bà ta nhìn thấy những gì mà chúng ta có thể làm được.
Rồi. Ừ. Chờ chút đã, Cyrus, bà ấy thực sự nghĩ là anh thực sự là một kẻ yếu đuối sao? Bà ta nói với tôi rằng sức mạnh của tôi tới từ việc bà trả thù. Đấy. Bà ta cứ khăng khăng khẳng định cái điều đấy. Mọi người đều có cho mình có nguồn dũng khí để giúp cho mọi người, kích thích mọi người chiến đấu. Bà ta là ai mà dám đánh giá với tôi, phán xét với tôi? Tôi ở đây bởi vì tất cả những cái năm tháng tôi ở trong tù, tôi không thể tôn sùng một vị thánh mà không tôn trọng những điều tôn trọng những mà không tôn trọng những điều đó. Vậy thì tôi nghĩ là những gì mà Morgana đã muốn từ chúng ta không chỉ là những điều xảy ra trong một trận cuộc chiến đâu. Thực sự là bà ta muốn gì? Bà ta muốn chúng ta là những kẻ thua cuộc hay sao? Nếu như bà ta là người bảo hộ cho những kẻ yếu đuối thì chúng ta cần phải trở nên yếu đuối trước khi mà chúng ta cần phải trở nên vỡ vụn, tan vỡ trước khi mà bà ta cho chúng ta sự phù hộ hay sao? Tôi cũng không biết nữa. Chúng ta có thể giết Eldred mà không cần Morgana. Đó là cái kế hoạch đặt cái ưu tiên hàng đầu của chúng ta rồi. Phải căng thẳng rồi đấy. Mình là nói chuyện với Kara về cái bộ lông mà mình đưa cho bà đấy. Đấy, nếu như mà chúng ta có thể khai thác được cái nguồn phép thuật của Morgana thì còn vậy thì có thể. Yesterday wasn't for not. Như nào nhỉ? Vậy thì những gì mà mình đã thu thập được từ hôm trước thì nó sẽ không là vô ích, là không phí phạm, không vô ích. Đó. Đi đi. Hôm nay chắc là mỗi một nhiệm vụ thôi không nhỉ? Còn lại thì tôi nghĩ chúng ta sẽ nghỉ ở đây thôi. Thì hôm nay hơi mất nhiều thời gian đánh Morgana rồi. Kéo dài thì một tí được không? Đấy. Thôi thì nếu chúng ta sẽ nghỉ ở đây nhỉ. Nếu anh em thích Mayseeker có thể cho tôi một like video hoặc một share video với kênh nào mà các em muốn. Ngoài ra này, các anh em chưa làm có thể bấm nút đăng ký kênh và bật chuông thông báo để mỗi 8 giờ tối hàng ngày trên kênh Charlie này các anh em sẽ có video mới để vào xem luôn. Ngoài ra nếu các anh em thực sự yêu quý kênh thì có thể bấm nút đăng ký hội viên, bấm nút tham gia chương trình hội viên để có những ưu đãi. Sắp tới tôi sẽ cố làm nếu như anh em tham gia đông đủ. Ok, tóm lại như vậy là đủ rồi và tôi sẽ gặp lại các anh em ở những video tiếp theo. See ya.